Ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi, ngụ phường 6 thành phố Mỹ Tho để điều tra về hành vi giết người tại xã Trung An thành phố Mỹ Tho vào đêm 18 tháng 3. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan, 48 tuổi, ngụ cùng xã Trung An. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 3, chị Lê Võ Thúy Kiều, 16 tuổi, ngụ xã Trung An, chở chị gái đi công việc về nhà thì phát hiện mẹ của mình là bà Lan nằm chết trước cửa nhà, trên người có vết đâm. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Lan bị đâm một nhát với vết thương thấu ngực, thủng tim dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong. Nạn nhân bị đâm do một vật sắc nhọn gây ra. Qua công tác điều tra và lấy lời khai từ hai người con gái của bà Lan, chiều cùng ngày, bà Lan đi làm về nhà thì gặp Tuấn đang nằm võng ở nhà. Tuấn chửi bà Lan và dọa sẽ giết chết. Sau đó, hai con gái của bà Lan đi công việc. Đến khi về nhà, phát hiện mẹ đã bị giết chết. Ông Tuấn và bà Lan sống với nhau như vợ chồng được hơn một năm nay. Hằng ngày, bà Lan đi làm cá thuê. Giữa bà Lan và Tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.